ដែលគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើការរីអេកទៅលើបទថ្មីរបស់នូរិតហើយក៏ជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើដែរ chạy khất tập bàn mùi á bông mấy bà chào cái đá play chứ bro ạt bà chào thông thông rồi em ok và nó bây giờ khởi tập tập hiệp này cứ nhóm ạt smart đang thả vì cứ chỉ play đường hai mùi và cứ chỉ đúng yeah, nè đó nè 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 mình pu pu lụa cà phê lụa cà tiêu lụa nồng chọc lụa ấy chẳng tới đã cái coi ấy tam đang chẳng tới mà play đường hai mất nè ok ta nơi sông sông mình đang cả đây nhiều mía rong đôi mình sốc yeah. Lúc đã cho hoa bài tình dù là sạp chanh nhưng mà check TikTok rồi check video stray chạy đơn này sẽ tự khơi nhuận blog dùng messenger chat tới stray tại mình này ông có blog Facebook yeah. Ông có blog Facebook thừa yeah. Chiêm bong ni cái đai cốc cốc rồi yeah. Môi bong ni mình vẫn khang nhai tìm mì snail lên trang khơi mốc bong có clear slam cái đốc khang yeah. Giật bê rồi ta si bánh đốc tỏ tới tê hơi cái dùm rap sky dùm rap mai cái dùm rap bốc bục rap tha cô nơi con phó riêng snail và ta con bộ kai prang ruột lôi tốc trong yeah. Bàn nôn nơi cái trong bàn chai ta con miền đai kì mình phó riêng mốc yeah. Tại bất cứ mơ tới, bố tư niên nụ cư chưa còn bơi. Ai tha dương niên sơ niên đẹp tia nơi sọc xa đông bố bà sơ bơi kêu. Ok bà, kì ta bố đưa ra cái con bơi hay cái ai tha cái chi nẹ miên hay bà dân chi dương. Bà thầm cho chi con nẹ sài dương ạc miên đột la dương ạc miên ấy cứ tha dương bà bà nó không cá tẹ tông kê tì chấn á nà. Bà ok bà kê nhằm ô omelet và dương trâm chạy bơi. Ok, tỏ tiết. Mà lẽ dương trâm chạy bơ. Họ ta khơi một bóng ôn đá chinh tư. Ôn tha no way no way quyền play. Yeah. Yeah, yeah. Nơi song song mình đang cả đây. Nhung mía rộm đôi xét khăn. Sram tay hô tức phần này. Đôi con phùng tay hàn tâm bà răng. Ôn tha ca nâng bóng. Ta sẽ nè sông tự dục đầy răng. Ôi bóng hô tức phần này. Khô chật bếch bọc chan bọc chân năng. Cho anh ban kỳ tha. Snày mình chỉ nhé đô la. Một bóng bốn nâng bê. Ok bà chẳng chất sma cứ mình chia đô la tế bà kê thị trấn kê chân nam tên chạy lên tha chất sma xin ca tế bà ok vì ai thời khá nâng mình vì mình chân tầng a tế bà vì miền mà chân luôn tổ chân tớ bà bình tái yeah cứ tha lối có sống khánh chất sma có sống khánh bà gì trong phù nhóm á bà chân dương thời tầm miền tầm pi nâng tới đầm bay rẽ xa mà nuốt đầy dương sờ lạnh so yeah thời tầm không hồ lui được ngọc nè bà admin ấy sống khăn chương lui thế sống khăn chương thời miền lui sân bà anh đang bà hướng chất smart vì bật toa bật xóm tiệt chẳng á na mà ok ta tiệt ta chun non đạp xa ta chun non đạp lên muốn ta cho kê nhói on mà xa ok sika ôn lỗi ai sika không mà pi bong đai phong khuôn lùng snai ót chưa say ha hello ha. Ok hello bong và xem khan lời nó nghe call từ em mỹ bên tai yeah đâu biết được quát phở à cặp bong đặc sai nó cứ thuê nhom rụm lực từ đó cả vây cục má nè cả bên đâu không mấy cái nhom cho chật lê nhà à chuyện thuê đội tụ sạp những cặp bong tiền sai mà đẹp mà chỉ hiện vậy alo alo thì chân tự và ni yeah cứ quát nó khơi do cái lại nó mọt đại cứ thuê ở dương rụm lực từ đó là p nó không mấy dương lên phía chân nhom thọp lên này à cặp bong đặc sai nè ok ta chú mà đó vẽ đâu bà em mí alo bong alo bong ta alo em mí alo bong alo bong yeah đừng mẹ nơi bong prap bong tràn đai tài bong ọt chưa lấy chữ ế bong prap bong tràn đong yeah miên côi bom nong yeah bong pi bay thang
ឲ្យដោះដៃពេលបានញ៉ាំពងទាកោនេះមិនសុខមិនស្រួលដៃចិត្តតែចិត្តតែមូលអ្នកឆ្វេងផ្នែកស្ដាំធ្វើគ្រប់សកម្មារំងវិជួលយេដូចពាក្យគេថាស្រីសាវ៉ាគេច្រើនឈ្មោះថាស្រីកាលុងលុងអូកាឡាចូលកាឡាយកដុល្លារឲ្យលេឡាដៃកាន់កៅស្រាងគួយក្នុងបារជ្រែកឆ្លាពីគ្នាប្រុសសង្ហាដើរចូលទៅចិត្តខ្សឹបប្រាប់ថានាងត្រូវការប៉ានាងប្រាប់ថានាងនេះត្រូវការប៉ាទុកគេមិនព្រមកានាងនឹកស្មានាងប្រកឡុកធ្វើវិលមុខធ្វើជាក្បាលស្មុកស្មាញនេះធ្វើសារណាកាលនងប្រាប់បងឯងទៅបងឯងអត់ជឿធ្វើមុខមមមអឺអឺនេះនាងថាខ្ញុំនេះតប៉ាបាទពេលពួងអាស្រឡាញ់គេទៅហើយយើងដូចថាងប់ងល់នឹងគេហើយមិនណាគេនិយាយក៏អត់ជឿដែរបាទអញ្ចឹងតតែបានជួបតតែបានជួបអញ្ចឹងបានដឹងថាទឹកដៃមិនធម្មតាតោះទៅជួបខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានដឹងថាអ្វីដែលគេប្រាប់ទៅវាខាប់ពិតមែនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើមិនទាន់ជួបដូចថាមិនជឿហើយពួងស្រឡាញ់ផងពួងងប់ងល់ផងបាទអញ្ចឹងពិបាកដែរពិបាកបន្ទោសគាត់ដែរអញ្ចឹងអូខេតោះតទៀតតែលើមិនដែរចាញ់បោកសិទ្ធិនៅសងសងមិនដឹងកាដែរខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចមិនសុខលោកដែរចូលហៅបើទីយូរសាប់ចាញ់ញុំមក check TikTokចូល check video ស្រីចៃដឹងនៃសាប់តើឃើញខ្ញុំ block យក messenger chat ទៅស្រីតែមានលេខ block facebook អង្គ block facebook ធ្វើជាមងនេះក្តៅគប់គប់ឬមួយបងនេះមិនបានខាងញ៉ែតែមានស្នេហ៍លេងចង់ឃើញមុខបងក៏ធ្លាក់ស្លាមក្តុកខាងចិត្តពេលរត់ទៅស៊ីបាញ់យកតទៅផ្ទះហើយក៏យំរាប់ឆ្កែយំរាប់ម៉ែក៏យំរាប់ពុកពុកប្រាប់ថាកូននៅក្នុងខ្វល់រឿងស្នេហ៍តែកូនបកែប្រឹងរកលុយទុកចង់បាននោះអូខេពុកប្រាប់ថាកងខ្វល់រឿងស្នេហ៍ឲ្យតបកែរលួយទុកបាទនិយាយទៅអូខេនៅពេលដែលយើងនៅរឿងក្មេងយើងអាយុនៅក្មេងដែរយើងក៏តើខ្វល់ពីរឿងស្នេហាខ្លាំងពេកយើងក៏ផ្ដោតខ្លាំងពេកមិនមែនអត់សោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវផ្ដោតគឺការរលួយទុកបាទចុះនៅពេលដែលយើងមានការងារល្អត្រឹមត្រូវមានប្រាក់ចំណូលច្រើនមានប្រាក់ខែច្រើនអញ្ចឹងយេហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគេជាមុនស្នេហ៍របស់យើងណាបាទវាមុនស្នេហ៍របស់យើង 50% បាត់ហើយបាទអញ្ចឹងបន្ថែមតែចិត្តស្មោះ 50% ទៀត so yeah happiness ហ្មងបាទ ping ping ហ្មងអូខេតោះនឹងចង់បានចែតែកូនមានដៃគេមិនខ្វល់រឿងមុខ that's right that's right hey គេមិនខ្វល់រឿងមុខគេមិនខ្វល់រឿងមុខបាទគេពេលខ្លះมันសំខាន់លើសម្រស់ឬរូបរាងសង្ហាខ្មៅសអីទេបាទប៉ុន្តែគឺសំខាន់លើសមត្ថភាពសមត្ថភាពបង្កើតលុយសមត្ថភាពភាពស្មោះត្រង់សមត្ថភាពថែរក្សាគ្រួសារ take care យល់ចិត្តអីចឹងទៅ something like that you know បាទអញ្ចឹងមិនមានតែលុយមួយមុខទេបាទលុយមួយមុខហ្នឹងក៏មិនប្រកាសថាញ៉ែគេបានអាមុខមាត់ស្អាតស្រស់រូបរាងស្រស់សង្ហាតាមមួយមុខក៏មិនអាចមិនប្រកាសថាញ៉ែគេបានបាទអញ្ចឹងវាត្រូវការគ្រប់ចំណុចតូចតូចតូចតូចមែនអាធំមែនអាតូចបូករួមផ្សំបញ្ចូលគ្នាបានធ្វើឲ្យគេលងស្នៃយើងអីចឹងតែបាទអូខេតោះតទៀតអូគេមិនខ្វល់រឿងមុខគេមិនខ្វល់រឿងមុខ Yeah bro That's right that's right block it បាទគឺគេ block Facebook អូខេបាទ very nice មែនតើជាមួយនឹងបទនេះគឺខ្ញុំចូលចិត្តមែនតើជាមួយនឹង beat ជាមួយនឹង flow របស់គាត់ហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ចង្វាក់របស់ Norit បាទគឺនៅពេលដែលគាត់ចេញបទគាត់ភាច្រើនអារបៀបថាញាក់បន្តិចបន្តិចកន្ត្រាក់អារម្មណ៍បន្តិចបន្តិចហ្នឹងគឺសបាយ chilling បាទប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធអត្តន័យវាមាន sad វាមានសបាយវាមានអីចឹងទៅបាទជាមួយនឹងអត្តន័យនេះគឺដូចហាក់ដូចជាខូចចិត្តស្នេហាចឹងទៅយើងមិនសូវមានមិនសូវលោយមិនសូវហឺហាគឺគេឈប់តើតងមកយើងគេ block Facebook គេអីចឹងទៅ so yeah ដោយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយចឹងបាទជាមនុស្សប្រុសມັນប្រកាសថាតើតមានលុយច្រើនទៅគេស្រឡាញ់តញ៉ែគេគេលងស្រឡាញ់ពាក់ព័ន្ធជាមួយចិត្តស្មោះយើងក៏មិនមានតែចិត្តស្មោះមួយមុខកើតដែរយើងទៅស្រឡាញ់គេបាទគឺគេត្រូវការលុយត្រូវការអីដែរ so yeah បាទចឹងគឺវាត្រូវការគ្រប់សពបែបយ៉ាងរួមបញ្ចូលគ្នាដើម្បីបង្កើតនូវភាពតាក់ទាញមួយ so yeahគិតគូរទាំងអស់គ្នាបាទ very nice បាទជាមួយនឹង Emmy គឺការ rap បែបសំឡេងគាត់គឺបែប funny funny chilling chilling សប្បាយសប្បាយគឺត្រូវមែនតើ I like this បាទ very nice អូខេអញ្ចឹងការ reaction មួយនឹងជិញ្ជួលមនុស្សទីបញ្ចប់សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តនៅពេលនេះខ្ញុំបាន listen ហើយ I see you guys in the next reaction peace